tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, quyền được bảo vệ khỏi xâm hại trên môi trường mạng, bạo lực, tai nạn, thương tích là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị tổng kết chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020, triển khai chương trình giai đoạn 2021-2030 diễn ra vào sáng nay theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2013-2020, chương trình hành động vì trẻ em được Đà Nẵng quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới y tế thực hiện công tác chăm sóc, sức khỏe trẻ em được hoàn thiện từ thành phố đến xã phường, thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi năm 2019 đạt trên 95%. Tỷ lệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc đạt tỷ lệ 100%. Số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm dần qua các năm. Các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được triển khai bằng nhiều hình thức, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận những kết quả về chương trình hành động vì trẻ em trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng các giải pháp để đảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn thành phố được sống và phát triển, được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, các dịch vụ xã hội thiết yếu có chất lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý ưu tiên hỗ trợ các trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa ở những địa bàn vùng núi của huyện Hòa Vang, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Trong giai đoạn hiện nay, các cấp các ngành đặc biệt quan tâm đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những tác động tiêu cực của môi trường mạng đến với các em. Hội nghị đã tuyên dương, trao bằng khen cho các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp cho chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020. Khuyến khích các cá nhân tập thể tiếp tục có nhiều sáng kiến để công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao hơn.